Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi sẽ bắt đầu bài giảng này bằng một cái sự thật mà tôi tin rằng chúng ta nhìn thấy rất là nhiều trong cuộc sống này. Càng lớn lên thì các bạn sẽ thấy một cái điều rất đáng buồn. Tri kỷ thì ít lại mà không ngờ thì nhiều ra. Không ngờ là gì các bạn? Không ngờ là cái từ mà người ta thường thốt lên khi mà họ bị chơi xấu, bị từ chối và bị phản bội. Và phải gọi bằng cái chữ đau. Nếu mà cái sự phản bội đó lại đến từ chính bạn bè của mình. Bản thân tôi là một cái người đã từng trải qua cái đau đó. Thành ra tôi nhớ lắm và tôi thấm thía nó vô cùng. Tuy nhiên, tôi phải nói rõ chỗ này. Tôi không hề bi quan, thậm chí tôi còn tin rằng mình là người thực tế. Cuộc đời này không chỉ có những người bạn phản bội và chơi xấu. Còn nhiều, nếu không muốn nói là rất nhiều người tốt và tử tế để chọn làm bạn bè của chúng ta. Mấu chốt là chúng ta phải có cái khả năng, cái kỹ năng để biết rõ đâu là bạn tốt và đâu là bạn xấu. Bạn phải làm tốt được hai việc này. À, nhưng mà tôi hiểu mà, suy đi tính lại, ngẫm tới ngẫm lui, thì mình làm tốt cả hai cái việc này cùng lúc đúng là nó khó ha. Khó thiệt, không phải đơn giản. Thì thôi, mình giản lược đi ha. Mình làm tốt một điều thôi cũng được. À, chỉ cần các bạn làm được cái điều ở bên trái, nhận diện được bạn xấu thôi là cũng đã quá ok, quá tốt rồi thưa quý vị và các bạn. Suy nghĩ của tôi đơn giản lắm. Bạn xấu mà ít đi thì bạn tốt tự nhiên nhiều lên. Bạn xấu mà không còn nữa thì vây quanh các bạn chỉ toàn là bạn tốt, đúng không? Mà xung quanh các bạn toàn là bạn tốt thì cái môi trường sống của các bạn gần như là hoàn toàn lành mạnh và tốt đẹp, đúng không? Thành ra cái kỹ năng nhận diện những người bạn không tốt rất là quan trọng và cần thiết trong cuộc sống này. Và cái bài này sẽ là ba kinh nghiệm rất thật, rất thẳng thắn và rất trực diện của tôi về vấn đề này. Let's go! Rồi, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang quay trở lại với chương trình. Và đây sẽ là cái kinh nghiệm đầu tiên để các bạn có thể nhận diện một người bạn không tốt. Các bạn để ý giùm tôi ha. Ở trong cơ quan của các bạn, nơi làm việc, hoặc là lớp học, hoặc là hội nhóm, những nơi kiểu như vậy, các bạn hãy tập một cái thói quen quan sát kỹ cái thái độ của những người xung quanh các bạn. Nha, quan sát cho kỹ. Hãy xem cái thái độ của họ khi mà họ thấy người khác thất bại, hay là vấp ngã, hay là có chuyện buồn, chuyện không vui á. Bạn hãy quan sát cái thái độ của những người đó. Tại vì cái điều đó sẽ nói lên rất nhiều điều về một con người. Nếu mà ai đó cảm thấy vui á, thậm chí là đắc chí khi mà nhìn thấy người khác vấp ngã và suy sụp á, và cái việc đó đặc biệt lặp đi lặp lại nhiều lần á, thì đó không phải là một người bạn đáng tin. Thật sự luôn các bạn. Và các bạn đừng có nghĩ cái việc quan sát này là khó. Rất là dễ để quan sát những việc này. Bạn có thể nhìn cái nét mặt của người ta đó, một cái gì đó nó giãn ra và đắc chí, rất dễ nhận ra các bạn. Tại vì sao? Người ta rất là khó để kiểm soát cái biểu lộ cảm xúc vô thức của họ. À, rất là khó. Hoặc là bạn cũng có thể dựa vào cách nói chuyện của họ để mà quan sát. Khi mà họ bàn về một cái sự vấp ngã hoặc là một cái thất bại của một cái người quen nào đó, bạn hãy để ý cái giọng điệu của họ. À, nếu mà giọng điệu đó là cái sự hào hứng, một cái sự thỏa mãn, một cái việc muốn đào sâu, muốn nói hoài về cái thất bại của người quen đó, và đặc biệt là lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt một thời gian, thì nhiều khả năng cái người đó là một cái người thực tâm trong lòng của họ. Họ cảm thấy vui khi thấy người khác ngã. Họ cảm thấy vui khi người khác buồn. Họ cảm thấy vui khi người khác thất bại. Những người như vậy rất nguy hiểm. Các bạn hãy nhớ cái chữ nhiều lần mà tôi nói nha. Một lần thì có thể đó là một cái cảm xúc nhất thời. Chứ mà nhiều lần là bắt đầu nó hơi đáng quan ngại rồi. Không còn đơn giản nữa. Những cái cuộc trò chuyện kiểu như là: ê mày, con Thủy vừa mới ly hôn chồng á, mày biết không? Rồi hoặc là thằng Tèo vừa mới xếp chữ te tua luôn mày. Hoặc là con Thanh mới bị đuổi làm. Đó, kèm theo đó là một cái giọng hào hứng. Kể cả là cái sự hào hứng tiết chế và có dấu giếm, miễn là hào hứng thôi. Thì khi mà tôi gặp những tình huống như vậy, tôi có quyền đặt nghi vấn về trái tim và về tấm lòng của các bạn. Và xin phép các bạn, tôi phải lặp lại cái việc này. Nếu bạn cư xử như vậy một lần, tôi có thể nói bạn chỉ đơn giản là một người tò mò hoặc là ích kỷ nhất thời thôi. Nhưng mà nếu cái việc này xảy ra nhiều lần trong suốt một thời gian, thì bạn rất có thể có cái sự vô cảm trong người của các bạn, thậm chí là sự độc ác. Bạn có thể vui khi bạn chiến thắng,
ok không sao cả, nhưng tại sao bạn lại vui khi thấy người ta sa ngã, khi thấy người ta đau đớn, khi thấy người ta vấp váp? Đó là một cái tâm địa xấu xa. Mà một cái tâm địa xấu xa thì rất dễ gây ra cái sự phản bội với người khác, trao cho những cái người bạn này cái lòng tin, cái sự kỳ vọng, cái hy vọng và cả những bí mật, là một cái hành động rủi ro, thưa quý vị và các bạn. Và đây là một trong những nguy cơ của cái chữ không ngờ. Khi mà các bạn bị một người bạn thân nào đó chơi xấu mà các bạn phải thốt lên là không ngờ, thì có nghĩa là bạn đã đặt sai cái lòng tin và hy vọng vào một người không đáng tin. Và cái mẫu số 1 này là một trong những người không đáng tin như thế. Dĩ nhiên ở đây tôi có một cái sự lưu ý cho các bạn. Tôi không nói và tôi cũng không yêu cầu tất cả các bạn phải nghỉ chơi ngay lập tức với những người này. Không cần phải cực đoan như vậy. Tôi nghĩ là tốt hơn hết các bạn cứ cư xử một cách bình thường. Nhưng các bạn phải nhớ, đừng đặt quá nhiều kỳ vọng và niềm tin vào những người này. Tôi nói thật, và cũng đừng kể cho họ bất kỳ một cái bí mật nào của các bạn. Chỉ cần như vậy thôi các bạn, như vậy là ok. Đừng có nghỉ chơi đột ngột nha. Và điều này mới quan trọng nè. Hãy luyện cái kỹ năng tiếp tục quan sát. Biết quan sát nó tốt lắm các bạn. Và nhiều khi quan sát, bạn sẽ nhìn thấy được cái sự thay đổi trong một con người nào đó. Có rất nhiều người mà tôi biết, họ đã từng rất xấu tính luôn á, xấu tới mức xấu xa luôn á. Nhưng sau một thời gian, tôi thấy họ lại thay đổi và trở thành một người tử tế và tốt bụng. Tôi không hiểu nguyên nhân như thế nào, nhưng tôi quan sát họ tiếp tục tử tế sau nhiều năm á. Thì lúc này tôi nghĩ là tôi cần có cái sự thay đổi cái góc nhìn và cái quan điểm của mình đối với họ. Rất có thể những người đó đã cố gắng, đã nỗ lực để sống tốt. Và chúng ta cần có cái sự ghi nhận và thay đổi góc nhìn đối với họ. Nha. Ngược lại các bạn cũng có nhiều trường hợp, có những người đã từng tốt nhưng mà không hiểu lý do làm sao á. Theo thời gian lại thay đổi. Thì chúng ta cũng phải có cái sự quan sát thường xuyên để mà nhận định đúng về một người. Liệu người đó ở thời điểm hiện tại là tốt hay là xấu? Nha, đương nhiên, mình theo dõi, mình để ý, mình quan sát và mình chỉ đúc kết khi mà có một cái khoảng thời gian nó đủ dài nha. Chứ đừng thấy người ta xấu một hai lần rồi nghĩ người ta xấu luôn. Kỳ các bạn nha. Vậy thì đúc kết lại, kiểu người số 1, cái người mà vui, đắc chí, hạnh phúc, thỏa mãn suốt một thời gian, có tính chu kỳ lặp đi lặp lại, khi mà họ thấy người khác vấp ngã, thất bại, thì những người đó thực sự không đáng tin. Ok các bạn, đây là điều thứ hai. Cái kiểu người thứ hai mà cũng rất là rủi ro nếu các bạn đặt niềm tin, đặt hy vọng và kể cho họ những bí mật của các bạn. Trước khi mà tiết lộ với các bạn á, thì tôi có một cái điều muốn làm rõ và muốn để các bạn hiểu cho nó kỹ. Tôi biết sẽ có không ít người đang suy nghĩ, ủa sống mà phải nhìn ngó, phải quan sát như vậy, nó cực và nó tính toán và nó thực dụng quá, như vậy là không đúng. Thì thực chất tôi muốn các bạn nghe cái quan điểm thật lòng của tôi. Tôi nghĩ như thế này nè, tại sao chúng ta lại chọn rất là kỹ khi mà mua một bộ đồ? Mua quần áo chúng ta chọn rất kỹ, mua một cái điện thoại chúng ta cũng chọn rất kỹ. Vậy tại sao bạn bè chúng ta lại không chọn? Các bạn đừng có hiểu lầm tôi nha. Khi mà tôi lấy cái ví dụ về cái áo, cái quần, cái điện thoại, không phải là tôi đang hạ thấp tình bạn đâu, mà tôi đang tôn vinh tình bạn lên đó. Ý của tôi nói, tại sao những việc bình thường, những cái vật dụng thông thường các bạn dành rất nhiều thời gian để chọn lựa, vậy thì tại sao các bạn không tôn sùng tình bạn, quý trọng tình bạn tới mức dành thật nhiều thời gian ra để chọn lọc những tình bạn tốt nhất và lành mạnh nhất? Các bạn làm được cái việc đó thì các bạn mới là những người tôn trọng tình bạn, mới là những người coi trọng tình bạn. Tại sao không biết chọn bạn mà chơi? Đúng không? Bạn phải biết dành sự chú ý chứ. Chứ không phải là ai tới cuộc đời của các bạn cũng vồ vập cả, kể cả đó là những người xấu. Thì như vậy là không được. Dù các bạn có nói như thế nào đi chăng nữa, thì cuộc sống này rõ ràng là có tốt và có xấu. Kể cả các bạn phớt lờ cái xấu, thì cái xấu nó vẫn hiện hữu. Đúng không? Vậy thì bạn phải làm cái gì đó khi các bạn nhận diện được những cái xấu chứ. Vì khi các bạn nhận diện được cái xấu, thì ít nhất bạn không để cái xấu đó được phát triển và được xảy ra với bản thân các bạn. Thì như vậy cũng là một cái sự thành công. Chứ mà để cái xấu nó xâm nhập vào các bạn, rồi khi mà bung bét ra tức, rồi thất vọng, rồi mất niềm tin vào cuộc sống, thì cái đó nó còn tệ hơn so với cái việc ngay từ đầu bạn phải có khả năng nhìn người, bạn phải có khả năng nhìn nhận được đâu là bạn xấu để mà mình biết. Mình đừng có đặt quá nhiều kỳ vọng vào đó.
Và tôi lặp lại một lần nữa, tôi không nói là nghỉ chơi, tôi không nói là kỳ thị, nhưng mà tôi chỉ nói chúng ta giữ một cái sự bình thường với họ, nhưng không đặt niềm tin, không đặt kỳ vọng cao và không kể những thứ thâm cung bí sự và bí mật của các bạn. Vậy là ok. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái kiểu người thứ hai. Đó là kiểu người gì? Những người rất thích kể về bí mật của người khác. Bất kể là chuyện của ai, chỉ cần đó là người quen và người đó lấy một cái bí mật nào đó để kể cho người khác. Thì với tôi, với một cái góc nhìn thật nhất có thể, thì những người này thực sự là rất rủi ro để tin tưởng và để chơi cùng. Họ không đáng tin. Những cái cuộc hội thoại kiểu như: ê mày, mày biết vụ ông Sơn mắc nợ 5 tỷ không? Giờ ông đang muốn khùng luôn mày. Trời ơi, nợ gì quá trời quá đất. Ê mà mày đừng kể cho ai biết nha. Tao kể cho mày biết thôi á. À, đó. Thưa các bạn, cái câu này quen ha. Đừng kể cho ai biết. Thực ra ai mà nói câu đó thì coi chừng á, là kể cho 800 người rồi đó. Nói vui thôi, nhưng thực chất các bạn, tôi hỏi thật các bạn nha. Bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu ai đó nói với các bạn một cái tin kiểu như vậy? Một cái bí mật của một ai đó. À, nếu là tôi nha, tôi sẽ có sẵn luôn một kết luận. Người này có vẻ không đáng tin. Một cái chuyện nhạy cảm như thế mà bạn có thể dễ dàng đi kể với nhiều người khác. Vậy thì nếu tôi kể cho bạn cái bí mật của tôi, thì điều gì đảm bảo bạn sẽ không đem nó và đi kể với rất 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 nhiều người khác? Chả có gì đảm bảo cả. Cái việc lấy một bí mật của người khác, của người A đi, và đi kể với người B, nó có khác gì là một cái sự phản bội niềm tin với người A hay không? Là sự phản bội chứ cái gì nữa các bạn. Đó là sự phản bội đó. Ha, đó là một cái kiểu kể bí mật đầu tiên. Tức là một cái bí mật đúng nghĩa là bí mật. Mà bí mật thì đừng nên nói ra. Tại vì có một ai đó tâm sự với các bạn cái bí mật rồi mà bạn lại nở lòng nào bạn kể với người khác, thì thực ra nó ác vô cùng các bạn. Có những thứ nó đau đớn và người ta không muốn nhiều người biết mà mình lại đi kể, ác vô cùng. Nhưng mà đó là trường hợp đầu tiên. Cái trường hợp bí mật thứ hai là một cái kiểu khác. Tôi hỏi các bạn nha, có bao giờ các bạn gặp cái tình trạng mà hai người giận nhau vì một cái người khác chưa? Chắc các bạn chưa hình dung ha, để tôi kể cho các bạn nghe. Thí dụ, bây giờ có ba cô gái đi. Một cô tên Thảo, một cô tên Mai và một cô tên Mận. À, ba người bạn này chơi chung ha. Thảo, Mai và Mận nha. Tôi cho cái cô Mận mặc áo đỏ đi cho các bạn dễ nhận diện ha. Còn cô Thảo mặc áo trắng đi. Cô Mai mặc áo hình bông mai, áo vàng ha. Rồi ok. Một ngày Thảo đi ăn với Mận. À, Mận nói với Thảo: ê mày, con Mai nó mới mua cái túi xách xịn lắm mày. Cái túi xách mắc vải đó. Thì lúc này Thảo mới trả lời: thấy nó cũng hay mua đồ, chắc nhà nó cũng có điều kiện ha mày. À, các bạn thấy không, cuộc nói chuyện hiện tại đang rất bình thường ha. Và hầu như không có một cái ý xấu gì cả. Tôi nói thật, trong sáng theo cái kiểu mà nghĩ gì nói đó. Cái hàm lượng chất độc trong những cái cuộc nói chuyện này rất ít. Nhưng cho tới khi chị Mận áo đỏ đi ăn với chị Mai áo vàng vào ngày hôm sau ha, cái cuộc gặp của ngày hôm sau nó đại khái như vậy ha. Mận nhìn mặt Mai, Mận hỏi là: ê mày, có chuyện gì buồn vậy ha? Bắt đầu Mai mới trả lời: tao bực quá mày ơi, tiền của tao tao mua gì kệ bà tao, mà sao người ta cứ dòm ngó tao hoài mày ơi. Cái lúc này Mận mới trả lời: kệ người ta đi mày ơi, dòm kệ người ta. Lúc này Mai mới trả lời tiếp: kệ gì được, suốt ngày móc mỉa, tiền của tao tao mua gì kệ tao, mắc gì cứ gặp tao là khịa. Gặp tao cái mua túi mới, quần mới, giày mới, cái bắt đầu hết người này tới người kia nói tao chắc con đại gia, toàn mua túi xách mấy chục triệu, chắc nhà có điều kiện lắm ha. Đó kiểu vậy. Lúc này chị Mận chỉ nghe cái không biết làm sao, chị hứng khởi lên các bạn, chị nói: ê mày, ngày hôm qua con Thảo nói câu y chang vậy luôn á mày. Đó, thưa quý vị và các bạn, cái câu này của chị Mận là một cái câu giết người đó. Để tôi phân tích cho các bạn nghe. Ngày hôm qua con Thảo nó nói y chang luôn như vậy đó. Cái câu nói tưởng đâu là vô thưởng vô phạt, nhưng nó có thể hủy hoại mối quan hệ giữa bạn Thảo và bạn Mai. Tại vì lúc này bạn Mai, bạn sẽ nghĩ trong đầu của bạn là con Thảo nó đang nói xấu mình. Mặc dù cái suy nghĩ đó hoàn toàn có thể là sự tưởng tượng thôi, nhưng cái sức hủy hoại của nó quá khủng khiếp. Và cái nguyên nhân của sự hủy hoại này đến từ một cái người đã lấy một cái bí mật và kể lại cho người khác. Tôi quan niệm như thế này nè các bạn. Một cuộc nói chuyện giữa hai người, nội dung của cuộc nói chuyện đó có thể xem là bí mật của hai người. Mà đã gọi là bí mật của hai người thì please đừng bao giờ mang nó và kể với một cái người ngoài, nếu mà không có sự cho phép của cái người cùng giữ bí mật đó. Điều đó rất quan trọng các bạn.
Bây giờ bạn nói chuyện với một người mà bạn biết chắc là cái nội dung cái cuộc nói chuyện này sẽ được mang và đi nói lại với một người khác, thì bạn còn sự thoải mái không? Bạn còn sự cởi mở không? Chắc là không. Và bây giờ quay trở lại với trường hợp của bạn Thảo đi. Phản ứng của bạn Thảo sẽ như thế nào nếu biết Mận lấy cái lời nói của mình để thuật lại với người khác trong một cái ngữ cảnh hoàn toàn có thể gây tức giận cho bạn kia? Thảo cảm thấy bị phản bội. Thảo sẽ nói là tại sao mày lại làm như vậy? Tao nói với mày thôi mà. Đó là cái sự hủy hoại các bạn. Bất kỳ ai lấy những cái cuộc nói chuyện riêng tư của họ với người khác và kể lại với một cái người tiếp theo, tôi không dám tin tưởng họ và chơi cùng. Tôi nói thật, nhiều khi cái chuyện buồn của mình, cái bí mật của mình sẽ trở thành một cái đề tài bàn tán của cả cái phòng cái ban đó, chỉ vì mình đã trót tin cái người đó. Thật luôn. Nên với tôi thì chắc khỏi quá. Miễn nha. Cái kiểu người bạn thứ hai là người bạn đi rao giảng những bí mật của người khác. Tôi gọi thẳng luôn, đây là kiểu bạn không tốt nha. Và cuối cái phần này á, thì tôi cũng phải lặp lại một chút xíu cho các bạn hiểu. Chúng ta sẽ tiếp tục quan sát nha. Và cái việc tiếp tục quan sát nó sẽ đúng luôn với cả ba cái kiểu người trong cái bài này nha. Sẽ có những người từ xấu sẽ chuyển thành tốt. Chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Còn thời điểm hiện tại, những ai mà thoải mái vô tư lấy bí mật của một ai đó và đi kể với nhiều người khác thì những người bạn đó rất là xấu luôn á. Cực kỳ xấu luôn á. Là cái kho của những cái chữ không ngờ đó. Là cái kho của những cái điều thất vọng đấy. Nhiều khi mà tôi soạn cái bài này, tôi cứ đặt mình vào vị trí của bạn Thảo. Cảm thấy đứa bạn của mình nó lấy cái lời của mình nó kể cho người khác. Các bạn có tưởng tượng cái đó không? Thất vọng vô cùng, nó hủy hoại những mối quan hệ các bạn nha. Đó là cái cách thứ hai. Rồi, mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với cái nhóm người cuối cùng mà có thể là không phù hợp để làm bạn thân, những người bạn tin tưởng ở thời điểm hiện tại. Đó là nhóm bạn gì? Có qua, có qua. Các bạn nghe thấy kỳ hay lạ không? Hồi xưa giờ người ta nói là có qua có lại, đúng không? Ủa, cái này tại sao có qua thì đúng rồi, làm gì có lại? Đây là những nhóm người mà các bạn sẽ rất dễ nhìn thấy trong cuộc sống này. Chỉ biết nhận, không bao giờ biết cho đi. Có qua rồi có qua nữa, không bao giờ thấy có lại. Và khi các bạn chơi với họ, các bạn sẽ thấy một cảm giác rất lạ. Họ nhờ các bạn rất nhiều. Nhưng khi mà các bạn nhờ lại, dù chỉ một lần, họ sẽ xuất hiện ngay cái sự trù trừ, cái sự nghi ngại, cái sự không muốn làm. Thì thưa quý vị và các bạn, đó là một kiểu tình bạn nó bị lệch, nó không bền vững, nó không cân bằng. Không có cái gì trên đời này có thể tồn tại nếu nó chỉ một chiều một hướng. Đặc biệt, không có một cái mối quan hệ bền vững nào trên đời có thể tồn tại lành mạnh nếu nó chỉ là một chiều. Mọi sự tốt bụng nghiêng hẳn như một hướng. Thì bạn chơi với những người như thế là bạn đang gọi là tra tấn cảm xúc của các bạn rất nhiều. Người ta nhờ bạn liên tục. Tới khi bạn nhờ lại thì họ lại thể hiện một cái sự miễn cưỡng. Đúng không? Thì bạn cảm thấy rất là tức giận, rất là mệt mỏi. Vậy tại sao bạn lại cứ phải mãi đâm đầu vào cái sự tức giận, cái sự mệt mỏi đó? Đúng không? Rất kỳ cục. Đương nhiên tôi rất hiểu, nếu bạn là một người bác ái, một người từ bi, một người chỉ muốn cho đi, không cần nhận lại thì ok, bạn cứ làm tiếp tục, không sao cả. Ở đây các bạn để ý rõ giùm tôi nha, để các bạn đừng có hiểu lầm ý tôi. Hãy hiểu đúng cái ý của tôi, nếu trường hợp bạn rơi vào đúng tình huống như thế và bạn cảm thấy tức giận vì cái việc mà bạn đã giúp người ta nhiều lần nhưng người ta miễn cưỡng, thậm chí là thoái thác khi bạn nhờ họ một cái việc gì đó, thậm chí là một việc đơn giản, và bạn cảm thấy tức giận. Tôi lặp lại một lần nữa, bạn cảm thấy tức giận thì bạn phải làm một cái gì đó tốt cho bản thân các bạn. Hãy dừng sự tức giận đó lại bằng cách giảm bớt tình cảm vào cái tình bạn này, vì nó không bền vững các bạn. Đây là một cái kiểu sự thật cuộc sống. Đôi khi trong cuộc sống này á, có những cái việc chỉ có thể mất ít hay là mất nhiều thôi, chứ bảo là không mất gì nó khó lắm. Trong cái kiểu tình bạn này cũng như thế. Bạn nói là bây giờ lý tưởng nhất là bạn không làm gì cả và bạn muốn người ta tự thay đổi và tốt cho bạn. Nó khó vô cùng các bạn ơi. Nó khó vô cùng. Nhiều khi bạn góp ý, người ta còn giận ngược lại bạn nữa. Với cuộc đời này nhiều cái nó trái khuấy. Đương nhiên bạn cũng nên thử góp ý một hai lần. Nhưng mà nếu bạn cảm thấy bạn không thay đổi được gì người ta cả, thì bạn biết đầu hàng cũng là một cái việc tốt. Bớt đặt tình cảm và kỳ vọng vào cái tình bạn này, để các bạn bớt khổ. Vì khi các bạn ít tình cảm lại, thì khi mà người ta miễn cưỡng, khi bạn nhờ một cái gì đó đó, cái sự tức giận, cái sự cảm thấy bị phản bội, cái sự tổn thương nó sẽ ít lại.
ít nhất là như thế thì nó cũng là một cái lợi cho các bạn. Và tôi đã nói ở đầu bài rồi đó, khi mà cuộc sống của các bạn bớt đi những người bạn xấu thì sự chú ý của các bạn bây giờ chỉ còn toàn là những người bạn tốt thôi. Kể cả đó là chỉ là một hai người bạn tốt thì cái bầu trời của các bạn vẫn đầy bạn tốt. Hai người bạn tốt đó, bạn tập trung, bạn thân thiết, bạn chơi với hai người đó thôi thì cũng hạnh phúc hơn 1000 lần rồi so với việc vây quanh các bạn bởi rất nhiều người bạn xấu. Thì các bạn đang bị trừng phạt bởi cái kỹ năng quản lý mối quan hệ quá tệ. Mình phải biết thay đổi các bạn ơi. Có một cái câu ở phương Tây rất là hay, tôi rất tâm đắc. Thà tôi khát nước và tôi không uống gì hết, còn hơn là tôi khát nước mà tôi đi tìm cái nước có thuốc độc để tôi uống. Các bạn hiểu cái ý nghĩa không? Bạn có thể thậm chí không có người bạn nào, vẫn tốt hơn rất nhiều so với có toàn là những người bạn độc hại. Đương nhiên đó là trường hợp xấu nhất thôi, đâu có ai trong các bạn không có nước uống đâu. Nên tôi cũng vẫn tin rằng không ai trong các bạn mà không có một người bạn tốt nào cả. Chẳng qua là các bạn quá lười để giao tế thôi. Chứ người tốt xung quanh chúng ta rất nhiều. Và hãy biết tập trung vào những người bạn tốt. Cuộc sống của các bạn sẽ được thay đổi, sẽ được tốt lên, sẽ được nâng lên. Và cái tính lành mạnh là rất 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 nhiều, thưa quý vị và các bạn. Rồi ok, như vậy là tôi đã vừa mang đến cho các bạn ba cái kiểu người bạn mà thời điểm hiện tại có thể là chưa thích hợp để chúng ta đặt niềm tin, đặt kỳ vọng và tâm sự với họ những cái điều gọi là bí mật và thâm sâu của mình. Tại vì thời điểm hiện tại họ chưa phải là những người bạn tốt. Đương nhiên, cái bài này hiện tại nó cũng chưa hết. Đúng ra là tôi cũng đã muốn kết cái bài này lại rồi. Nhưng tôi muốn làm thêm một chút xíu về một vài cái lưu ý mà các bạn cần có khi mà áp dụng những cái kiến thức của bài này để chỉ có những cái điều tích cực thôi, không hề có một cái điều tiêu cực nào cả. Cái điều đầu tiên cần lưu ý, tất cả những kiến thức trong cái bài này áp dụng cho bạn bè chứ không áp dụng cho gia đình nha. Trong gia đình thì tôi sẽ có một cái phần chia sẻ kinh nghiệm sâu cho các bạn. Trong gia đình thì nó phức tạp hơn và những cái ân tình mà mình nhận từ người trong gia đình, cái hàm lượng ân tình nó lớn lắm. Nên mình không có áp dụng theo cái kiểu này được. Làm ơn nhớ cho nó kỹ nha. Cái thứ hai cần lưu ý, tôi chỉ các bạn cái cách nhận diện bạn xấu nhưng tôi không hề chỉ các bạn cái cách mà đặt bản thân chúng ta ở cái bề trên nha. Chúng ta không phải là những người bề trên ngồi đó phán xét, tôi không có ý như vậy. Cái tôi muốn các bạn để ý là khả năng nhận diện những người bạn xấu. Nhưng còn quan trọng hơn nữa là tôi muốn chỉ cho các bạn thấy những đức tính mà một người bạn xấu có đó, để các bạn né nó đi, để biến bản thân của các bạn trở thành những người bạn không có những cái đức tính cực kỳ xấu đó trước. Tại vì người ta nói là ngu tầm ngu, mã tầm mã mà. Mình chơi với những người giống mình. Bạn muốn chơi với người tốt thì bạn phải tốt. Bạn phải loại được những tính xấu phổ biến trong tình bạn đó, thì lúc đó bạn mới xứng đáng với những người tốt. Chứ mình xấu tè le, mình thấy ghê mà mình đòi chơi với người tốt sao được, đúng không? Vậy thì hãy nhớ nha, ba cái hình mẫu của cái bài này cũng chính là ba cái tấm gương để mình dòm vào đó, mình tự trừ, tự bỏ, tự sửa mình, thì lúc đó mình mới xứng đáng chọn lọc bạn bè tốt mà chơi nha. Làm ơn nhớ giùm tôi hai cái lưu ý cuối của cái bài này ha. Ok rồi, như vậy là cái bài kỳ này tôi xin phép được dừng lại tại đây. Tôi cảm ơn các bạn đã xem chương trình này từ đầu đến cuối. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm chia tay nhau và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau vào 7 giờ tối thứ 7 cũng trên kênh YouTube của Web 5 Ngày các bạn nha. Bye bye.